Ok, hello chào các bạn. Tudu Phala chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thị Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở mương nước của nông trại số 1 bản Cà Pinh Nga La các bạn. Thì hiện tại bây giờ là đang phụ trách đội nông nghiệp cũng như là một số thành viên mới đang tiến hành là đào mương các bạn. Cái mương này là mương mới luôn. Có một số bạn comment là bảo là đào sâu hơn một tí, rồi rộng hơn một tí. Thì hiện tại bây giờ mình đang làm kiểu là gì nhỉ? Làm để là dẫn nước về xem nên cái độ dốc với độ nghiêng của cái mương nước nó như thế nào, thì sau này sẽ tiếp tục sửa các bạn ạ. Nhưng bây giờ là đào để dẫn một cái đường dẫn đó, rồi sau này là mình sẽ cùng bác trưởng thôn cũng như các em nó sẽ tiến hành là khi mà nước chảy á, chỗ nào cao hoặc chỗ nào thấp để mà điều chỉnh cho nó cân đối các bạn, thì khi đó thì mới là có thể chỗ nào cần sâu thì cho sâu thêm, mà chỗ nào vừa rồi thì để vừa rồi. Thì toàn bộ cái đất á, thì cũng là đắp cái màn màn ấm ấy các bạn, màn dướng là phía đằng trên này, thì mình không bảo là đừng đắp màn dướng mà đắp toàn bộ đắp vào màn ấm hết đấy, toàn bộ là đất cho vào màn ấm hết các bạn đấy. Nó và xin mặc tu tapa des la núi. Thì nói thực tế thì cái nguồn nước cũng không phải là giống như Việt Nam mình các bạn, nó quá dồi dào. Ở bên này thì nói thực tế nguồn nước thì nó chảy là giống như là thấy một cái máy bơm thôi. Đấy, ngay trước thì phải bơm nước ở dưới kia lên, còn cái mương này thì nó giống như thấy một cái máy bơm thôi, chứ nó cũng có nước nó dồi dào để mà nó chảy gọi là giống như bên mình ấy. À, bên mình thì có thể là một cái mương nước thế này thì có thể là đặt các cái mô bin để mà phát điện này nó cả kiểu. Bên này thì sức nước không có như vậy các bạn ạ. Avanza, avanza nhá. Ok, nói chung cái mương này thì cũng không được cho thật đẹp lắm mọi người. Thực tế trên cái đường đi của cái mương này là mương mới, bắt đầu mới đào nên là có những cái gốc cây to. Đấy, nên là bác trưởng thôn và các em cũng có một chút là uốn lượn một tí gọi là trạnh ấy các bạn. Thì nhìn ra cái mương nước nó cũng kiểu là nó vừa vừa phải thôi, chứ không được cho thẳng tắp các bạn. Các bạn mà ông qua của phun núi á. Đấy thì mình có nói với các em là cố gắng đào sâu thêm một tí thì nó để đảm bảo cái nguồn nước hơn, đỡ bị nó tràn về hai bên. Nói chung là nó chỉ sợ là nó tràn về bên màn ấm này thôi, còn màn dương thì mình không lo. Đấy, nước có bao giờ chảy ngược đâu đúng các bạn, nó chỉ chảy xuôi thôi. Bị tù mày phun đuôi á. Aki một poco direito da deni direito ya. Aki aki cava mais um pouco fundo vai. Aumentar. Đấy, còn nói về bác trưởng thôn là những chỗ này thì đất thì nói chung là chỗ này thì có những cái khu vực là mình phải phạt quang khi đó mới làm được. Còn những chỗ này thì nói chung là nó có một cái vườn ngô sẵn của người dân rồi, nên là đi qua chỗ này thì nó cũng đơn giản hết. Có những chỗ thì phải chặt phạt đồ các kiểu, các cái cây lớn thì đó mới đào được mướn. Thì công việc này là công việc đòi hỏi là sự tập trung của tất cả mọi người các bạn, hôm nay cũng đến rất là đông. Aqui, aqui tem que passar curva um pouco, né? Assim. À, é mesmo. Aí tronco grande. É muito grande. Sim. Đây mọi người. Antonio vem aí. Đây các bạn, như lúc nãy mình còn nói đây, đây có những cái gốc cây như thế này thì nên là đào trạnh đi. Đấy, nên là nhiều lúc là cái mương nước thì có thể là nó lên hình không đẹp các bạn. Chỗ này này, gốc như thế này này. Ở bên này gốc này. Cái gốc này ở dưới nhưng mà nói chung là cái bộ rễ nó cũng rất là to các bạn ạ. Đấy, cây còn sống nhá, giống phải cây chết đâu. Nhìn thế này cho mỗi năm mà người dân cứ đột rễ một lần á, nên là nó bị đang tiến như thế này, nhưng mà cái gốc đằng dưới nó còn to lắm. Nên là như chỗ này đấy chẳng hạn là phải trạnh ý một tí. Chỗ này làm gốc lắm. Đây một gốc này. À, đây một gốc này, đằng kia này, đây mấy gốc này, đây chỗ này là giống như một cùng cây luôn các bạn. Đấy, chỗ này phải đào trạnh một tí, thành ra nó hơi bị cong. Thì mình có nói với bác trưởng thôn rồi, thì bác cháu là cố gắng là sẽ dẫn nước qua bên chỗ cái nông trại số 1. Mà ở bên đó thì mọi người cũng biết rồi. Đấy, mùa mưa thì làm thì rất là ổn, nhưng mà mùa nắng thì phải cần nước, có nước mới làm được. Ở bên kia thì đang tính kế hoạch là bố trí sẽ đào một cái hộ, gọi là một cái hộ thôi, chứ không phải là một cái ao hay cái hồ. Nói chung là nó cũng
vừa phải để mà tích trữ nước, nghĩa là có thể ban đêm nước nó chảy theo mương này về đấy, ban ngày thì có thể là dùng xả ra hoặc là dùng máy bơm để bơm tưới phía đằng dưới vườn rau các bạn, vườn rau, vườn khoai, vườn ngô chẳng hạn đấy. Này, chỗ này cùng này rất là nhiều gốc. Thì các bạn ạ, nói chung thì như mình đã nói trước rồi, có nhiều bạn comment thì ngay trước bảo mình nói là cái gì nhỉ, bạc trưởng thôn ở bản cái tí lười. Thực tế không phải là mình nói bạc lười đâu các bạn, nhưng mà mình nói thế này, bạc là lo công việc của hộ gia đình, tức là bạc lo nông trại của bạc, nên là bạc không có mặt trong cái tổ đội nông nghiệp của bản cái tí đấy các bạn. Đấy, các bạn rất hiếm khi thấy bạc lên hình đúng không? Đấy, còn hôm trước thì mình có nói là ở đấy cũng có một số người thôi lười. Thì thực tế không phải là ở Angola hay ở Việt Nam, thì ở đâu cũng thế, sẽ có người thế này thế kia, thì cũng sẽ có người lười và người siêng năng. Đấy, điển hình giống như bạc trưởng thôn đấy chẳng hạn, là một người rất siêng năng chăm chỉ trong công việc, mình rất là quý. Còn những người lười biếng, nói thật các bạn, thì mình cũng rất là ghét. Đấy, những người nào lười thì mình bảo lười, còn người nào siêng thì mình bảo là siêng. Đấy, còn làm thì mới có ăn. Với lại là gì nhỉ? Không phải là các anh em trong team không đề cập vấn đề này thì không đồng nghĩa là sẽ không có người lười. Đấy, ở Việt Nam mình cũng sẽ có người siêng, người nhạc, chứ không phải ai cũng siêng cả. Đấy, đến để mình thì mình đọc comment thì mình nói với các bạn vậy thôi, chia sẻ với các bạn vậy thôi. Đấy, mình thì cũng không siêng nữa, nhưng mà mình cố gắng hết sức mình có thể làm được cái gì mà cảm thấy có ích cho bản thân, cho xã hội là mình cố gắng. Đấy, thì cũng rất mong là các bạn luôn luôn đồng hành và ủng hộ mình để cho mình cố gắng hơn nữa trong cái công việc. Đấy, cái này là công việc chung mà cũng là công việc riêng. Cái mương nước sẽ dẫn qua chỗ này các bạn. Chỗ này mình sẽ đào một cái mương ở đấy giữa cái đường này, và sau đó sẽ làm cái cầu. Cái cầu gọi là có thể lên những cái nhánh cây khô. Sau đó thì sẽ dẫn qua cái gọi là nông trại các bạn. Bên này là cái khu vực đấy là đất của nông trại rồi. Cái này thì giai đoạn trước thì mình có nhờ được máy cày của Quang Linh Farm thì ra ở đấy cày thôi. Nhưng mà nói chung là cái yếu tố con người thì thực tế bây giờ cũng đáng ít. Mình thì mong muốn bạc trưởng thôn là vận động được rất nhiều người để làm cùng các bạn. Dù sao làm nhiều thì cái năng suất nó nhiều, nó cao hơn và cái thu về nó cũng cao hơn. Thì đây, đến khi chia ai cũng có cả. Nhưng mà nói thực tế là yếu tố con người thì không thể phụ thuộc vào bản thân mình được, mà cái đó là phụ thuộc vào người dân cũng như bạc trưởng thôn. Đấy, mình hiểu quý tù được cái đội nông nghiệp ở đấy thôi. Còn lại là rất ít, con số rất là ít. Thì mình đang có dự tính với bạc trưởng thôn thì cái khu vực này là cũng tương đối cao so với những khu vực khác. Nghĩa là nước mình xả về hướng này nó cũng chảy xuống, hoặc mình xả xuống hướng này thì nó cũng sẽ chảy xuống được. Thì sẽ bố trí đào một cái hộ đấy. Này, gọi là một cái áo nhỏ thôi để tích trữ nước ban đêm của cái mương nó chảy về đấy, thì sẽ tích trữ nước ở ban đêm ở đấy. Sau đó thì có thể là xả về dưới kia các bạn. Đấy, cái chỗ này thì ở bên kia vẫn cao hơn ở chỗ này, nước nó, cái mương nó vẫn chảy suối các bạn. Đấy, thì đang có kế hoạch như vậy mọi người. Thì cũng rất là mong mọi người là đóng góp ý kiến. Thì ok các bạn, thì cái kế hoạch đào một cái hồ dự trữ nước ở đấy, áo dự trữ nước các bạn. Cái áo này thì nói chung là diện tích nó cũng bé thôi, khoảng mấy chục mét vuông này thôi. Thì 1, 2, 3, 4, 5, nói chung khoảng tầm 40 mét vuông, 50 mét vuông gì đấy. Để dự trữ nước, để sau này lấy cái nguồn nước này để tưới cho phía dưới vườn rau, vườn ngô, vườn đậu, hay là vườn, nói chung là trong cái gì dưới này thì sẽ là tiến hành lấy nước ở đấy để xả xuống các bạn ạ. Thì nói chung là chắc tuần này hoặc tuần sau thì mình sẽ hỏi xem chủ Linh cái máy cày có bần không. Nếu mà không bần thì sẽ mượn vào đấy để mà cày toàn bộ khu đất ở dưới này các bạn. Đấy, cái khu đất dưới này là toàn bộ sẽ, nếu mà mượn được máy cày thì sẽ cày một trong hai ngày hoặc ba ngày gì đấy, cày hết toàn bộ luôn. Để sử dụng cái đất này là làm đất... có thể là trồng khoai, trồng bất cứ cái gì có thể các bạn vào mùa nắng này. Đấy, cái dự định thì đang là như vậy các bạn.
Bây giờ thì nói chung là quân số ở bản Kapingala đi làm cũng rất là đông mọi người. Jai Kansa Duni. Từ làm từ sáng đến giờ các bạn, buổi sáng là đào mướng. Còn tầm ở quê mình gọi là giờ buổi đó, tầm 90 giờ đó, là bắt đầu đào mướng xong thì bắt đầu tiến hành là đào cái áo này, cái hộ này. Đấy, cái mình bây giờ chứ nên không biết lên gọi là cái áo hay cái hộ thì mình gọi là cái hộ giữ nước đấy. Thì cũng bây giờ thì cũng làm để cho mọi người nghỉ các bạn. Chúng làm thông tâm buổi trưa tranh thủ xuống ăn xong lại cứ lên đây làm luôn. Đấy, không nghỉ. Nói chung cái mương nước này thì cũng đang mới bắt đầu hình thành nên là mình cũng chưa biết đây lưu lượng nước nó sẽ nhiều hay ít như thế nào. Nhưng mà trước mắt là phải có cái chỗ chữa các bạn. Đấy, có cái chỗ chữa này thì mình yên tâm hơn. Nói chung là cái này thì không phải là mình thì mình ý của mình thì muốn như vậy thôi, nhưng mà bác trưởng thôn cũng trước khi mình nói ra cái để mà đào hồ trữ nước này thì bác trưởng thôn đã nói với mình rồi, ý của bác là cũng đào một cái hồ để trữ nước rồi. Đấy, trước khi mình cái suy nghĩ của mình thì đã có như thế thôi, nhưng mà trước khi mình nói ra thì bác trưởng thôn đã nói với mình rồi. Đấy, đào một cái hồ để dự trữ nước, nhất nước nhi phân tám cân từ giống mọi người. Phải mùa nắng này thì phải chủ động được nguồn nước, thì khi đó mới là muốn trồng cái gì thì trồng thì phải có nước. Chủ động được nước thì là cũng rất khó, cho dù là những cái có dễ trồng đi nữa, như cái khoai sắn đồ các kiểu, nếu muốn có nước tưới vào mùa khô này thì mình chắc chắn nó cũng sẽ chết đi. Đấy, nên là bất cứ muốn trồng cái gì ở dưới nông trại này thì phải có nước, mà cố gắng làm sao đấy để mà chủ động được nguồn nước các bạn. Thế sau này cái hồ này mà nhiều nước thì nếu mà nó ấy có thể là dùng máy bơm để bơm từ trong này ra ngoài này. Đấy. Nếu mà nó nhiều thì là để nó chảy tự nhiên, còn nếu mà nó ít á thì là nước ở trên mương mà đổ về không đủ để mà tưới á thì có thể là dùng máy bơm ở trong này để mà tưới ra ngoài. Còn ngày trước thì mình bơm ở dưới lên thì thực tế là phải dùng máy bơm công suất lớn như con cái máy dầu thì mình làm thì nói chung là cũng bơm được, nó cũng khỏe, nhưng mà đẩy xá thế này thì chắc chắn lóng đẩy được, bởi từ đấy xuống dưới kia phải mấy trăm mét đấy các bạn, rất là xa, khoảng 700 mét đấy. Tuần vừa rồi là làm các bạn, làm mấy hôm rồi. Đấy, thì bây giờ cũng đã dần về đến đây thì trong tuần này thì sẽ là cố gắng đào cái áo này, cái hồ này, cái hồ này. Xong khi nào cái này xong thì sẽ mở nước để cho nước nó chảy từ nhiên về đấy. Để đến sau đó thì sẽ là đi xem chỗ nào cần phải đào sâu xuống nữa thì sẽ đào, mà chỗ nào nó đủ rồi thì ok thì thôi, để vậy thôi. Thì cũng muộn rồi, thì bây giờ mình muốn làm để cho mọi người được nghỉ sớm hơn một tí. Ngày hôm nay mọi người lao động rất là vất vả, cái đào này vất vả lắm các bạn. Thì nội dung video ngày hôm nay mình chính tạm dừng tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thủy Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi để anh em mình có thêm động lực giúp đỡ người dân các bạn. Ôi, tôi đưa phát là chào các bạn nhé. Chào các bạn.